cánh vẹt bằng các tấm tem lông chịu nhiệt chịu hóa chất. Mình vét nó không sợ bị cháy, không sợ ít mòn. Nồi này là nồi hai lớp, một lớp là cho dầu truyền nhiệt, dầu ăn thực vật. Thì mình gia nhiệt bằng việc là mình đốt nóng cái dầu ấy, xong là mình sẽ nó sẽ truyền nhiệt tỏa xung quanh đáy nồi này, nó không tập trung vào một điểm, nó tỏa xung quanh đáy nồi này. Dầu ở đâu này? Nó sẽ đều hơn. Nghiêng thì nó sẽ nghiêng phần kia đáy lên, lên dầu sẽ dốc dưới không đổ. Nó nghiêng đảo. Thank you.